crack cổ điển và đi kèm với rượu, thuốc lá, thậm chí là một điếu xì gà, thì nó giống như là một cái chất kích thích mà giúp bạn trở nên đàn ông hơn vậy. Đôi khi nó cũng trở thành một cái vũ khí để mà bạn có thể chinh phục được bất cứ một cô gái nào đó. Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Chắc chắn rằng trong cuộc sống thì mỗi anh em chúng ta, mỗi người đều có một cái phong cách sống, một cái style ăn mặc làm sao để nó hợp gu chúng ta, nó hợp với cái lối sống của chúng ta. Có những anh em thì thích một cái gì đấy nó phóng khoáng, nó hơi bụi bặm. Đó, chúng ta thích một cái kiểu thời trang làm sao nó thể hiện được cái tính cách chúng ta là một người rất là phóng khoáng, chúng ta ưa thích những cái gì đấy khám phá chẳng hạn đó. Có những anh em thì chúng ta lại thích một cái phong cách khá hầm hố, giống như kiểu là rapper đó, giống như kiểu là một anh chàng gì đó hip hop, trông nhìn rất hầm hố. Nhưng cũng có những người thì chúng ta ưa thích một cái phong cách thời trang làm sao nó hợp với suy nghĩ cuộc lối sống chúng ta, là điềm đạm chín chắn, nó tóm lại là một dạng gì đấy, một dạng classic cổ điển. Và trong video ngày hôm nay, trước tiên mình sẽ nói về những cái mùi hương mà các anh em nào đang có một cái phong cách đó là một người đàn ông đã trưởng thành, chúng ta điềm đạm nói ít làm nhiều kiểu dạng kiểu như thế. Thì trong video này mình sẽ gợi ý cho anh em 6 mùi hương nước hoa. Nếu như chúng ta đang là những anh chàng classic thì 6 mùi hương này chúng ta nên lựa tham khảo để có thể làm sao nó kết hợp cùng với cái, trước tiên là chúng ta cách ăn nói của chúng ta này, cái phong cách ăn mặc của chúng ta đó, thì một cái mùi hương nó giống như là một cái nhân tố X để giúp cho các anh em có thể là khi mà đi gặp gỡ mọi người thì mọi người sẽ càng hiểu thêm về chúng ta. Khi mọi người mùi hương này, nghe chúng ta nói, nhìn cái cách chúng ta ăn mặc thì mọi người sẽ hiểu rằng à, đây là một người nói chung là rất là chín chắn, rất là điềm đạm đó. Và nếu như các bạn có lần đầu xem video này của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để chúng ta có thể gặp lại được nhau nhiều hơn nữa đó. Còn bây giờ anh em hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhé. Ok, lên đường. Chăn hoa đầu tiên mà mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Bentley, và nó có tên Bentley Intense for Men. Bất kỳ một anh em nào mà đang theo đuổi một cái phong cách classic và chúng ta đang cần tìm một cái mùi hương nó rất là rẻ, là một này, nó không quá đắt, và cái mùi hương của nó rất là quý ông, nó rất là lịch lãm, thì mình luôn luôn cho rằng sản phẩm của nhà Bentley sẽ là một trong những cái gợi ý khá là thú vị dành cho các anh em, bên cạnh những cái sản phẩm có thể gọi là đắt đỏ như là Creed, Chanel đó, thì Bentley Intense for Men nó hướng tới một cái phân khúc giá dễ chịu hơn, mà mùi hương của nó thì chất lượng lại còn hoàn toàn có thể sánh ngang được những cái sản phẩm đắt tiền hơn. Thì chai nước đầu tiên mình muốn gợi ý đến cho các bạn đó là Bentley Intense for Men. Chai nước tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho anh em ở đây đó là một sản phẩm của nhà Acqua di Parma và nó có tên Leather. Thông thường thì khi nhắc đến da thuộc thì mình nghĩ rằng các anh em đa phần là đều cho rằng đây không phải là một cái trải nghiệm dễ dàng, bởi vì mùi hương da thuộc nó rất là cá tính đó. Và các anh em nào nếu như mà có thử ngửi ví dụ một vài sản phẩm có thể gọi là tiêu biểu như là Tuscan Leather của nhà Tom Ford, thì mình nghĩ rằng không phải ai cũng có thể chịu được cái mùi hương da thuộc đó. Nhưng với Acqua di Parma Leather thì nó là một câu chuyện rất là khác. Với mùi hương kết hợp giữa citrus và da thuộc đó, cái mùi hương này nó rất là mềm mại, nó rất là nhẹ nhàng, nhưng nó không kém phần lịch sự và nam tính đó. Thì mình cho rằng nếu như các anh em nào, cái thứ nhất là chúng ta khá là dư giả về mặt tài chính, và cái thứ hai chúng ta thích một cái mùi hương da thuộc nó không gọi là không quá là ồn ào, nó không quá là dữ dội, mà ở đây chai nước hoa này mùi hương da thuộc của nó rất là nam tính nhưng vừa đủ vừa vặn, không quá ồn ào nhưng không quá là yếu đó. Và cái quan trọng nhất là mùi hương của nó vẫn giữ được cái vẻ nam tính. Thì Acqua di Parma Leather là cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu đến cho anh em nếu như chúng ta có một phong cách cổ điển đó. Tiếp theo đó là một sản phẩm của nhà Chanel, nhưng không phải là Blue Chanel như các anh em thường hay vẫn được nghe, mà đây là một sản phẩm được ra mắt từ khá lâu rồi, từ thập niên 90 cơ, và nó có tên Egosti Chanel. Nếu mà mình phát âm sai thì các anh em thông cảm. Với cái mùi hương của quế kết hợp cùng với gỗ đàn hương,
đây là một mùi hương có thể gọi rất rất thích hợp cho các anh em nào mà cần thiết là chúng ta đang có một cái vị trí khá là, có thể là trưởng phòng hay là dạng team leader gì đấy, đại khái một cái mùi hương của sếp và chúng ta đang cần tìm một cái mùi hương của sếp đó, thì chai nước hoa này chắc chắn là như thế, chắc chắn là nó rất rất phù hợp với các anh em nào chúng ta cần một cái mùi hương nó dạng như kiểu thể hiện cái tố chất lãnh đạo. Bởi vì sếp của mình cũng đang dùng chai nước hoa này, và nói thật là mỗi một lần mình, kể cả mình có xịt một cái mùi hương, kể cả như Blow the Chanel chẳng hạn, nhưng mình gặp sếp mình thì nói thật là mình cũng phải tắt điện. Mình không thể nào, mình cảm giác cái mùi hương của Blow the Chanel so sánh với chai nước hoa này, nó là một cái gì đấy nó khác hẳn luôn ấy. Cái độ sang, cái độ giống như kiểu thể hiện một cái level nó khác hẳn luôn so với Blow the Chanel. Thì nhắc lại anh em nào nếu cần thiết chúng ta có một cái vị trí khá là quan trọng trong công việc, và cái thứ hai chúng ta làm một phong cách điềm đạm trầm tính, thì Hugo Stee của Chanel là cái sản phẩm mình muốn giới thiệu đến cho mọi người. Sản phẩm thứ tư đó là một sản phẩm rất là quen thuộc của nhà Hermes, và nó có tên Terre d'Hermes. Với một cái combo mùi giữa cam, tiêu và cỏ hương bài tạo nên một cái mùi hương cực kỳ là nam tính, với cái sự kết hợp giữa cay nồng của tiêu và cái mùi hương khô của cỏ hương bài đó. Trên trang Base Note đã xếp chai nước hoa này là vị trí đầu tiên trong 500 chai nước hoa hiện đại phổ biến nhất nước hoa nam đó. Thì chúng ta cũng phải thấy rằng cái độ phổ biến, cái độ được ưa chuộng mùi hương của Terre d'Hermes nó như thế nào. Tất nhiên thì cũng có những ý kiến này, có những ý kiến nọ. Mình cho rằng tất cả mọi thứ trên đời này chúng ta không bao giờ có thể tránh được những lời khen đi kèm cùng với những lời chê. Thế nhưng cá nhân mình thì mình thấy rằng bất kỳ một anh em nào đang có một phong cách nam tính, bất kỳ một anh em nào chúng ta đang có một phong cách trầm điềm đạm, thì Terre d'Hermes là một cái vũ khí không thể thiếu bên cạnh những cái style ăn mặc của chúng ta, trong cách lời nói của chúng ta, thì mùi hương này nó sẽ là một cái phụ kiện không thể thiếu đó ở vị trí số 4, Terre d'Hermes. Chai hoa thứ năm đó là một sản phẩm của nhà Guerlain và nó có tên L'Homme Idéal Extrême. Khác phiên bản EDP, nó sử dụng những cái nốt cherry và da thuộc. Tất nhiên là còn nhiều nốt khác nhưng mà mình chỉ biết mỗi hai nốt đấy thôi. Nhưng ở phiên bản này thì nhà nước hoa đã thay thế bởi một số những nốt nguyên liệu mình cảm thấy nó khá là gắt và dữ dội hơn. Mình nghĩ rằng đó có thể là mơ và thuốc lá đó. Khi mình mới xịt thì khá là ngạc nhiên bởi vì nó khá là ồn ào so với EDT và EDP. Nhưng dù sao thì cái dry down của nó vẫn là một cái tông mùi, cái style mùi quen thuộc của cái line L'Homme Idéal này. Tạm thời thì mình khá là thích thú cái phiên bản Extreme này đó. Chưa không thể nói là so sánh với EDP thì sẽ như thế nào, thế nhưng phiên bản Extreme này mình cảm thấy khá là thích thú. Và cái quan trọng nhất đó là nó vẫn mang một cái phong cách rất rất là, nói chung là, nói thế nào nhỉ, rất là một cái người đàn ông nam tính đó. Dù có thay đổi những cái nốt nguyên liệu như thế nào, dù có mạnh như thế nào, thế nhưng tự lại Guerlain L'Homme Idéal nó vẫn là dành cho những anh em đã trưởng thành vào. Và với một người đàn ông cổ điển thì chúng ta cũng nên tham khảo mùi hương của chai nước hoa này, Guerlain L'Homme Idéal Extreme, một sản phẩm của nhà Guerlain. Và chai nước hoa thứ 6 đó là một sản phẩm có tên 1821 Sweet Tobacco. Mặc dù là một mùi hương thuốc lá, và so sánh với một chai nước hoa tông thuốc lá mà mình cảm rất là ưa chuộng đó là Parfum de Mali Herod, thì chai 1821 này nó có một cái phong cách mùi hương khác hẳn hoàn toàn. Nếu như ở Herod đó là một mùi hương thuốc lá mềm mại, ngọt ngào, nói chung là xài mùa đông mà mặc những quả áo dép mà xịt mùi hương của Herod thì không miễn chặt miễn bạc, tuyệt vời. Nhưng ở 1821 thì là một cái tông thuốc lá khá là khô, có thể gọi là thô ráp, và một cái gì đấy nó hơi phong trần đó. Nó không có một cái gì đấy là cái dáng vẻ mềm mại của Herod. Thì mình nghĩ rằng nếu như các anh em nào mà chúng ta ưa một là một cái dạng kiểu phong cách nó hơi rắn giỏi, nó hơi thô ráp, thì 1821 Sweet Tobacco nó sẽ là một trong những sự lựa chọn mùi hương mình thấy rằng rất rất là ok đó. Còn thì với mình
thì vẫn phải là Herod. Nhưng không sao cả, đấy chỉ là cái quan điểm, cái sở thích của mỗi người mà thôi. Còn với một cái phong cách đàn ông điềm đạm thì 1821 không phải là một cái sự lựa chọn quá là tồi tệ đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 6 mùa hương nước hoa mang một cái phong cách cổ điển. Nếu như các anh em nào đang cần tìm một cái mùa hương để làm một cái vũ khí, một cái nhân tố X để giúp thêm style chúng ta thêm đa dạng. Mình rất hy vọng các bạn cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.